Lên thấy quán này sao? Dương nhận ra một điều á, một cái bí quyết của người Nghệ An á là đa số những cái món ăn của người Nghệ thì đều có cái món hành phi đúng không? Rõ ràng là như thế. Đó là một bí quyết trong gần như tất cả các món ăn của người Nghệ đều có một cái hương vị hành phi. Bạn cảm thấy cái mùi hành phi nó như thế nào? Khi mà hành phi này sẽ được kết hợp với đa số các món ăn. Nó tạo một cái mùi mà mình rất là dễ ngửi vào cái này, mà nó thơm, nó tạo nên cái vị thơm, mà vị thơm cho cái tô bún hay là một cái tô cháo canh nữa. Khi mà ăn vô nó không ngán đúng không? Đặc biệt là trong một cái không gian mà người nhớ về quê nhà thì Nam Linh cũng sẽ gửi tới tất cả các bạn cùng với Nam Dương một điều ho xử nghỉ. Wow, các bạn cùng vỗ tay cho Nam Linh nha. Nam Linh thì hát không hay, nhưng mà có một cái tật đó là hay hát.
cho nên đi Hà Thái, Hà Sở thì mong Đăng Dương với các bạn sẽ học qua. Rồi. Xứ Nghệ ơi, quê hương bao thương nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dặn thương dặn nhớ, để ví đo đưa trên sông nước bồi hồi. Giọt mồ hôi ướt vai gầy chạc mặn, vất vả nhọc nhằn. Một câu hát ngân nga. Hay quá các bạn ơi. Công nhận nha, chơi với Linh lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ Dương mới được nghe được cái giọng hát ngọt ngào mà say đắm, mà có một cái chút dân dã. Thực sự là từ nay là Linh phải hát thật là nhiều cho Dương và tất cả các bạn nghe hơn nữa. Có lẽ rằng là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều thì kết thúc trong số chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ Nam Linh và Đăng Dương xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những số lần sau. Xin chào tất cả mọi người.